Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 10 tháng 6 tại khuôn viên nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Lào Cai, chi bộ khu dân cư Lê Khôi đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Văn Toàn. Tại buổi lễ, đại diện chi bộ đã đọc và trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Lê Văn Toàn. Dưới cờ đảng, cờ tổ quốc, đảng viên Lê Văn Toàn tuyên thệ nguyện hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ phường Lào Cai đã kết nạp được 4 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phấn đấu đến cuối năm sẽ có thêm 4 quần chúng ưu tú nữa được kết nạp đảng. Việc tăng cường bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới tại các khu dân cư sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2023. Với mức tăng trưởng trên, tỉnh Lào Cai xếp thứ 7 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc sau các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang. Theo đánh giá của ngành chức năng, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm nay phát triển ổn định, đà phục hồi tăng trưởng tương đối tốt và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chuyển biến tích cực, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động. Lượng khách du lịch tới Lào Cai vẫn tiếp tục duy trì, tiến độ thi công các công trình dự án và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tốt, thu ngân sách, nhà nước có tín hiệu tích cực. Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa phối hợp cấp cứu thành công một sản phụ sốc mất máu sau phẫu thuật cắt tử cung. Sau đẻ thường, bệnh nhân Khoảng Thị Hát ở bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xuất hiện chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mổ cắt tử cung hoàn toàn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân diễn biến nặng, bị sốc mất máu, rối loạn đông máu, tiên lượng nguy kịch, tỷ lệ tử vong cao. Sau hội chẩn liên viện, bệnh nhân được chuyển xuống cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử ekip chuyên gia lên hỗ trợ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã được tiến hành tiếp tục là hồi sức chống sốc, truyền máu, các chế phẩm của máu, dùng thuốc vận mạch, thở máy, an thần và chuẩn bị mọi cái phương án sẵn sàng để chờ ekip của Bệnh viện Bạch Mai lên đến đây hội chẩn và tiến hành xử trí cấp cứu trong đêm. Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu, thắt động mạch, hạ vị và xử lý các nguyên nhân kèm theo. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định. Khi mà được sự phối hợp kịp thời cứu chữa cho em tôi thì hiện tại em tôi là tình trạng sức khỏe là ổn định, cũng giúp cho rằng là một gia đình trọn vẹn, con thì có mẹ, chồng thì có vợ. Rất là cảm ơn các y bác sĩ. Bệnh nhân này thứ nhất là bệnh nhân rất nặng, và đặc biệt nữa đó là bệnh nhân này lại nhóm máu AB. Mà nhóm máu AB thì hiện tại Lào Cai cũng không có. Thì song hành với 6 chuyên gia của Bạch Mai lên Lào Cai thì các thầy đã mang theo máu và vật tư thiết bị của máy ECMO nếu khi tình huống xấu mà bệnh nhân có phải đặt ECMO. Và qua cái ca bệnh này thì tôi thấy rằng là dưới sự điều hành trực tiếp của Bệnh viện Bạch Mai và cái sự phối hợp giữa Bệnh viện Lai Châu và Lào Cai đã xử lý kịp thời để các thầy hỗ trợ kịp thời và ca bệnh đã được cứu sống. Ca bệnh được cấp cứu điều trị thành công không chỉ giúp người bệnh bảo toàn tính mạng mà còn khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp liên viện với vai trò trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc với tấm lòng lương y như từ mẫu. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu, tiếp tục góp phần cung cấp nguồn máu cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã thành lập ngân hàng máu sống, gồm 45 câu lạc bộ đội hiến máu dự bị và 1 câu lạc bộ nhóm máu hiếm với 3.450 tình nguyện viên tham gia. Trong những tháng cuối năm 2024, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, triển khai công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị, thực hiện phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 7.000 đơn vị máu trong năm nay. Tiếp tục duy trì mở rộng các điểm hiến máu tại các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, các địa bàn vùng cao, vùng xa, tăng cường phối hợp giữa các sở ban ngành đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đơn vị,
để làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện. Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Bắc Hà đã khẩn trương duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông, kịp thời giải quyết nguy cơ sạt lở. Qua kiểm tra rà soát, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện có độ dốc dọc hơn 13%, địa chất yếu, chủ yếu là đất và cát. Do vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã thực hiện bảo dưỡng thường xuyên với gần 1.360 mét cầu và hơn 272 km đường giao thông. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng bảo dưỡng thường xuyên hơn 730 km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, huyện Bắc Hà cũng rà soát lại các vị trí đấu nối từ đường tỉnh huyện với quốc lộ để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở, mất an toàn có thể xảy ra, hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Tại huyện Bát Sát, từ đầu năm đến nay đã có trên 6.300 lượt nông dân được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Theo đó, bà con được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tư vấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Đơn vị cũng thúc đẩy các dự án liên kết phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, phát triển vùng chè theo hướng hữu cơ, liên kết trồng cây hoàng sinh cô theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Đặc biệt thí điểm mô hình cánh đồng một giống lúa đặc sản Sáng Cù tại xã Mường Vi. Huyện Bát Sát đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như vùng chè gần 330 ha, dược liệu trên 260 ha, chuối 600 ha, quế 3.360 ha, hoàng sinh cô và cây ăn quả ôn đới gần 450 ha và rau an toàn. Bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 80 triệu đồng trên 1 ha trên năm. Thưa quý vị và các bạn, sau khi học hết bậc trung học cơ sở, do gia đình khó khăn, anh Triệu Ông Nhì không có điều kiện tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Vậy nhưng với quyết tâm và sự năng động của tuổi trẻ, ở tuổi 27, anh Nhì đã có nền tảng kinh tế khá vững chắc, có điều kiện giúp đỡ các hộ khó khăn trong thôn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sau nhiều năm luẩn quẩn trong vòng đói nghèo, năm 2023 vừa qua, gia đình ông Đặng Quý Hương đã vươn lên hộ cận nghèo và dự kiến sẽ thoát nghèo trong năm nay. Góp phần vào sự đổi thay của gia đình ông Hương có sự hỗ trợ vốn, phân bón để đầu tư phát triển sản xuất của gia đình anh Triệu Ông Nhì. Cháu Nhì nó cũng thương người già, nó cho tiền vay đấy để làm vốn, cả phân tính về cả tiền là tầm 50 triệu rồi. Đấy, một là bón cây, hai là trồng sắn, ba là trồng bón lúa. Nó cho mình thì mình cố gắng phấn đấu thôi, thì nó có ăn thôi, có tiền thôi. Đấy, bây giờ làm các cái cũng tiến lên một tí rồi, chắc là thoát rồi. Ngoài gia đình ông Hương, còn có bốn hộ nghèo khác ở thôn Nậm Lạn được anh Nhỉ cho vay vốn không lấy lãi với tổng số tiền 200 triệu đồng. Để có nguồn lực giúp đỡ mọi người, anh Triệu Ông Nhỉ đã tập trung phát triển kinh tế rừng. Có nguồn thu, anh sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ các hộ khó khăn hơn với mong muốn xây dựng thôn bản ngày càng phát triển. Đứng được nhà nước hỗ trợ về vay vốn, mình cũng có trồng được ít quế. Là mình khai thác ít quế, mình cũng có ít vốn để cho các hộ nghèo nó vay. Mình cho họ vay ở tiền mặt, cũng có cả phân bón cây con. Họ cần gì mình cho vay đấy. Có 5 hộ thì bây giờ có một hộ nó thoát nghèo, còn mấy hộ kia cũng đang làm, cũng phát triển kinh tế rất đang tốt dần lên ạ. Thôn Nậm Lạn, xã Nậm Dạng có 42 hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ về vốn, tư liệu sản xuất của những người như anh Nhỉ đã giúp không ít hộ nghèo có nguồn lực, tự tin phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cả thôn hiện chỉ còn 9 hộ nghèo và cận nghèo. Đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền đến các chi bộ và tuyên truyền trong cái hội nghị tuyên vận hàng tháng đến các thôn bản để cho nhân rộng các cái mô hình cũng như là tuyên truyền cho bà con là sẽ đoàn kết giúp đỡ nhau để giúp đỡ những hộ khó khăn, những hộ giàu thì giúp đỡ những hộ còn khó khăn để vươn lên, để thoát nghèo. Với khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu và tinh thần sẻ chia, anh Dì đã trở thành điểm tựa, tạo dựng sự kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng giúp nhau vượt khó vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng dân cư, đưa bản người Dao Nậm Lạn ngày càng phát triển. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Tỉnh Phú Thọ hiện có 235 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
năm 2024, tỉnh lên kế hoạch phát triển tiêu chuẩn hóa và nâng cấp thêm 80 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên. Trong đó, 67 sản phẩm mới hạng 3 sao, 4 sản phẩm mới hạng 4 sao, 7 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, 4 sản phẩm nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao. Tổng giá trị huy động gần 12 tỷ đồng. Những năm qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Để phát triển các loại cây ăn quả ôn đới, tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp như hỗ trợ người dân về giống, phân bón, kỹ thuật thông qua các chương trình dự án, mô hình trình diễn. Hiện cây hồng không hạt được trồng tập trung ở các huyện Quản Bạ và Yên Minh với 652 hectare, cây lê trồng tại 4 huyện vùng cao nguyên đá và 2 huyện phía Tây với trên 1.000 hectare, cây mận trồng ở 2 huyện phía Tây gần 600 hectare. Việc phát triển cây ăn quả ôn đới theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung đã giúp nhiều hộ nông dân trong tỉnh có nguồn thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện Hà Giang đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng nhằm nâng cao năng suất chất lượng, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, gắn với các dịch vụ du lịch. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo và website của đơn vị này. Trong đó, các trường hợp thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền, bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền, để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua trang website giả mạo Bộ Tài chính. Bộ đề nghị người dân doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những người không quen biết trên không gian mạng. Người dân và các tổ chức khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Hướng tới hội nghị hòa bình cho Ukraine dự kiến diễn ra cuối tuần này, chính phủ Thụy Sĩ mới đây đã thông báo các biện pháp thắt chặt an ninh. Theo đó, chính quyền bang Nyhavn sẽ phối hợp với các lực lượng để bảo đảm an toàn trong quãng thời gian trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị. Các biện pháp an ninh và giám sát sẽ được duy trì liên tục xung quanh khu nghỉ dưỡng Birkenstock, nơi diễn ra hội nghị, và chính quyền bang cũng sẽ áp dụng các hạn chế di chuyển trên hồ và trên không. Dự kiến, quân đội Thụy Sĩ sẽ triển khai khoảng 4.000 binh sĩ và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trên không, áp đặt một số vùng cấm bay và sẵn sàng phương án hậu cần cho mọi trường hợp. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đã có 90 quốc gia và tổ chức đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 tới. Cục khí tượng Ấn Độ hôm qua cảnh báo vùng Tây Bắc và miền Đông nước này sắp phải đối mặt với một đợt nắng nóng thiêu đốt mới sau khi trải qua những đợt nắng nóng gay gắt trong suốt tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Dự báo trong 5 ngày tới, nhiệt độ sẽ tăng từ 2 đến 3 độ, khiến điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Vào tháng 5, Ấn Độ đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trên cả nước với những khu vực như New Delhi, Rajasthan có nhiệt độ vượt quá 50 độ C. Nắng nóng khiến mực nước hồ chứa ngày càng cạn kiệt. Hiện chỉ ở mức 22% công suất, làm trầm trọng thêm vấn đề khan hiếm nước và cản trở việc sản xuất thủy điện. Số ca nghi sốc nhiệt đã tăng vọt lên gần 25.000 ca trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, dẫn đến 56 ca tử vong. Là giải đấu lớn mùa hè đầu tiên được tổ chức sau đại dịch COVID-19 không có các hạn chế về giãn cách xã hội, Euro 2024 được dự báo sẽ góp phần thúc đẩy doanh số của các quán rượu và câu lạc bộ giải trí vốn đang gặp khó khăn ở Vương quốc Anh. Theo ước tính của Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh, người hâm mộ bóng đá có thể chi tới 2,75 tỷ bảng Anh cho các mặt hàng thiết yếu như bia, pizza và cả TV mới cho giải đấu Euro 2024. Hiệp hội trên cũng ước tính trong 4 tuần diễn ra giải đấu, các quán có thể bán được thêm gần 10 triệu lít bia, nâng tổng số bia tiêu thụ lên con số ước tính 170 triệu lít với doanh thu 94 triệu bảng. Doanh thu lĩnh vực khách sạn cũng được dự đoán sẽ tăng thêm 613,7 triệu bảng Anh, trong khi các nhà bán lẻ có thể bỏ túi 2,1 tỷ bảng Anh từ việc bán các mặt hàng hút khách như TV và đồ thể thao. Sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore với thông điệp thắp sáng mối quan hệ bền chặt giữa các nước trong khối và mở rộng hợp tác ra bên ngoài khu vực ASEAN. Tuần lễ thời trang rất có thể sẽ trở thành sự kiện thường niên trong thời gian tới. Tuần lễ thời trang quốc tế ASEAN quy tụ hơn 50 nhà thiết kế đến từ Australia, Mỹ, Italia, Hà Lan, Singapore, Indonesia,
Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Hơn 40 người mẫu được tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ các nước trong khu vực ASEAN. Việt Nam có 4 nhà thiết kế và 8 người mẫu tham dự sự kiện. Đặc biệt người mẫu Phạm Thị Mỹ Duyên với biệt danh cô gái mũi không xương, tự tin sải bước trên sàn diễn. Tổng đạo diễn chương trình cho biết đây là dàn người mẫu đặc biệt của Việt Nam, là cơ hội cho người mẫu trẻ Việt Nam từng bước tiệm cận với làng thời trang nghệ thuật quốc tế. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.